Đây, khóa hãm khi nắp hoàn thiện nhé. Thì các bạn, ví dụ các bạn muốn xả ra đấy, các bạn cầm cái tay vào cái phần má này, các bạn bóp này. Nhưng chú ý cái tay bên này phải cầm cái đuôi dây giữ lại nhé, để phần dây nó tì vào cái phần hõm này này, thì dây nó mới xả nhẹ nhàng được. Còn nếu mà các bạn không cầm đuôi dây, các bạn xả đột ngột này đấy, thì nó sẽ bị tụt xuống đột ngột nhé, các bạn chú ý. Đây. Thì ví dụ khi các bạn đu đứng ở một vị trí nhé, các bạn chú ý cái phần đuôi dây này, các bạn phải thắt vào đây nhé, để cho nó an toàn. Đấy, vào đây, an toàn. Tránh cái trường hợp mà mình không may cái gì nó đập vào đây bóp này, thì là nó sẽ giữ nguyên ở vị trí dây thắt này nhé, nó không bị xả dây ra nữa. Thì cái phần mối này các bạn nhớ vẫn bình thường, các bạn nhớ nào đó, các bạn chú ý. Còn vấn đề là đu lên thì các bạn sẽ cần cái dòng này ấy, sẽ cần một cái tay trợ lực gì nữa và một cái khóa dây phụ, bạn chú ý này. Phần đuôi dây này nhé, bạn bóc ở cái khóa dây này, thì các bạn đẩy cái tay trợ lực lên này, hai tay các bạn cầm đuôi dây nhé, các bạn kéo lên. Đó, kéo lên thì cái dây nó sẽ chạy trên khóa hãm này, thả ra là tự nó sẽ hãm mọi người, bạn chú ý này. Đó, thả ra tự nó hãm, xả này. Cầm nhé, các bạn cầm đuôi dây kéo này, kéo này. Các bạn có đẩy lên cao lên nữa này, kéo này. Đấy. Đấy. Còn xả ra nhé, các bạn tháo tay chạy được rồi này, xả này. Chú ý là cái tay này phải cầm đuôi dây nhé, tay cầm đuôi dây tì vào đây này, xả. Nhanh hay chậm là do cả hai tay để kết hợp nhé, do cái đuôi từ tay đuôi dây này kết hợp. Đó. Và ví dụ các bạn đứng một vị trí nhé, đây. Đó. Là các bạn phải cầm đuôi dây này, các bạn quấn quấn vào đây này. Đó. Quấn hai vòng đây. Đó. Nhé, các bạn nhìn này, bóp này, bóp, nó không xuống được nữa, nó đứng nguyên rồi, nó chặt luôn. Đây. Các bạn bóp cái nào nó không xuống được. Các bạn tháo ra này, các bạn hơi đẩy này ra, một mối này, hai mối này, cầm đuôi dây xả xuống. Đây, thì các bạn tháo ra này. Đây nhé, tháo ra này, các bạn mở ra này ra này. Tháo. Đó,